Sáng ngày 27 tháng 4 năm 2021, Ủy ban Nhân dân xã Bình Sơn tổ chức lễ công bố thôn Tân Cát, xã Bình Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Tham dự lễ có đồng chí Đặng Xuân Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại diện một số phòng ban ngành cấp huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã Bình Sơn cùng đông đảo bà con nhân dân thôn Tân Cát. Thôn Tân Cát, xã Bình Sơn được sắp nhập từ 3 thôn gồm thôn 4, thôn 5 và thôn 6 cũ của xã Bình Sơn. Thôn nằm cách trung tâm xã khoảng 2 km, tiếp giáp với Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ. Hiện toàn thôn có diện tích tự nhiên là 247,7 ha, 169 hộ dân với 750 nhân khẩu. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thôn đã phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, thành lập các ban, tổ vận động, phân công từng cán bộ, đảng viên phụ trách từng lĩnh vực, từng nhóm hộ dân, tích cực tuyên truyền vận động bà con thực hiện phong trào. Đến nay, tổng kinh phí huy động sức dân đóng góp là gần 6 tỷ đồng. Trong đó, 7.633 ngày công tương đương 1,73 tỷ đồng. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt cao, tỷ lệ hộ khá, hộ giàu ngày càng tăng, hộ nghèo giảm còn 3,55%. Với sự nỗ lực quyết tâm của cán bộ, đảng viên, sự đoàn kết và sự đồng thuận của nhân dân, con em xa quê, chung sức, chung lòng và sự hỗ trợ của cấp trên, đến nay, thôn Tân Cát, xã Bình Sơn đã hoàn thành 15 tiêu chí, được huyện Anh Sơn thẩm định, công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Xuân Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, biểu dương ghi nhận những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, nhân dân thôn Tân Cát trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị, thời gian tới, cán bộ và bà con trong thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giữ vững thành quả đạt được, không ngừng nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí và xây dựng nông thôn mới nâng cao, bền vững, góp phần xây dựng quê hương Bình Sơn ngày càng phát triển. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Anh Sơn và xã Bình Sơn khen thưởng cho các cá nhân tập thể ở thôn Tân Cát có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.